Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố khẩn, nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn lớn tại khu vực Kursk. Cùng lúc, một thiết bị quân sự quý hiếm của Ukraine bị cháy dữ dội sau khi hứng chịu đợt tấn công bằng UAV của Nga, cho thấy tình thế khó khăn của Kiev trước sức ép từ Moscow. Tổng thống Zelensky cũng đưa ra dự đoán về khả năng Nga sẽ sớm triển khai quân đội Triều Tiên để hỗ trợ trên chiến trường, làm dấy lên nhiều lo ngại về việc xung đột sẽ còn kéo dài và phức tạp thêm. Trong một diễn biến chính trị tại Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris bất ngờ có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau trong một cuộc khảo sát toàn quốc, phản ánh sự phân hóa sâu sắc của cử tri Mỹ trong bối cảnh nhiều biến động quốc tế. Tại Trung Đông, giới truyền thông đang phải đối mặt với nguy hiểm khi đưa tin về cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah khi các khu vực tác nghiệp ngay càng trở nên rủi ro đe dọa dạ đến sự an toàn của các phóng viên truyền hiện trường. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin AFP, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã trả lời họp báo về thông tin tổng thống Nga Vladimir Putin đang duy trì liên lạc thường xuyên với tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Thông tin được báo Washington Journal đăng hôm 24 tháng 10. Được biết, tờ Oshi Journal dẫn nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng tỷ phú công nghệ Elon Musk, hiện là người giàu nhất thế giới, thường xuyên liên lạc với tổng thống Nga Putin sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Theo tờ báo, hai ông tiếp tục liên lạc trong năm nay sau khi ông Musk gia tăng việc chỉ trích Mỹ ủng hộ quân sự đối với Ukraine và tích cực ủng hộ chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng theo tờ The Wall Street Journal, các tuyên bố công khai của tỷ phú Elon Musk về việc giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev mà ông đã đưa ra từ cuối năm 2022 phản ánh một số khía cạnh trong lập trường của Điện Kremlin. Bài báo trích dẫn lời các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ, châu Âu và Nga nói rằng các cuộc gọi giữa ông Musk và ông Putin là bí mật được giữ kín trong chính phủ đáp lại, ông Peskov khẳng định, tất cả đều không đúng, những thông tin được đăng trên tờ báo đó tuyệt đối sai lệch. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, ông Putin chỉ có một lần liên lạc với ông Musk hồi trước năm 2022 bằng hình thức điện đàm. Vài tuần trước, cũng có những thông tin về việc ông Trump cũng bí mật liên lạc với ông Putin. Tổng thống Nga đã bác bỏ thông tin, ông và ông Trump vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ rời khỏi Nhà Trắng năm 2021. Trong khi đó, trên chiến trường Ukraine, bên cạnh việc tiếp tục gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine, Nga đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động phản công mạnh hơn, đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ. Hãng thông tấn TASS thông tin trong ngày qua quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực vượt biên của Ukraine ở khu vực Novi Lực lượng vũ trang Nga cũng đã đẩy lùi ba cuộc phản công của quân Ukraine nhằm vào khu định cư Alexandria, Novo Ivanovka và Perekhovo. Các đơn vị thuộc cụm tác chiến phương bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công đánh bại quân đội Ukraine tại các khu vực định cư Dariino, Zelenysliak, Nisniklin, Novo Ivanovka và Plekhovo. Quân đội Nga tấn công vào nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở vùng Kursk. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho biết có một sự tạm lắng tạm thời ở hướng Kursk sau một loạt các cuộc tấn công và phản công giữa quân đội Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sự tạm lắng này có thể chỉ là điềm báo cho một làn sóng tấn công mới. Ông Podolyaka nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine dường như vẫn quyết tâm giữ vững các vị trí của mình ở Kursk và đang chuẩn bị cho các trận chiến khốc liệt với lực lượng Nga ở khu vực này. Kênh Telegram Isnanka của nga mới đây đã công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV của nước này theo dõi một bệ phóng tên lửa phòng không Ilyushin tại khu vực gần làng Velikaya Kostromka, tỉnh Dnipro. Kênh Isnanka cho biết, những tổ hợp này giờ trở nên hiếm hoi. Kíp lái cũng rất sợ bị tên lửa Iskander tập kích, nên họ dừng lại nhiều lần khi tới vị trí triển khai. Họ dừng lại ở bia rừng, giả vơ triển khai, sau đó tới chỗ khác và lặp lại hành động này. Khi tới điểm dừng thứ ba, kíp vận hành Ukraine quyết định triển khai xe phóng và UAV Lancet lao tới chỗ đó. Video do UAV trinh sát ghi lại cho thấy, xe phóng bốc cháy sau đòn tập kích trong thời gian tương đối lâu. Theo Isnanka, binh sĩ Ukraine vì lý do nào đó không dập lửa ngay. Có lẽ họ sợ đòn tập kích thứ hai xảy ra sau đó. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trên hệ thống này. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cánh quân ép đã phá hủy một bệ phóng Iriks-T của Ukraine, song không nêu rõ địa điểm cụ thể. Tên lửa phòng không tầm trung Iriks-T SLM có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km, được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hoặc tên lửa. Mỗi tổ hợp Iris-T thông thường sẽ gồm một xe chỉ huy, một đài radar đa năng cùng 3 xe phóng với tối đa 24 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết 250 km. Giá của một hệ thống Iris-T và khoảng từ 150 triệu đô la Mỹ đến 200 triệu đô la Mỹ. Cùng với Patriot, Iris T được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Ukraine, giúp nước này lấp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và buk M-1 từ thời Liên Xô đã bị Nga phá hủy trong giao tranh. Quân đội Nga từng nhiều lần công bố video tập kích các trận địa Iris T, phá hủy ít nhất hai radar TRML-4D và nhiều bệ phóng. Thống kê nguồn mở cho thấy UAV Lancet đã tập kích khoảng 2.500 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7 năm 2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để đảm bảo bí mật. Hiện cho rõ Ukraine còn vận hành bao nhiêu hệ thống Iriste, thành phần của ít nhất 4 hệ thống phòng không loại này đã bị Nga đánh trúng trong các cuộc tập kích hồi tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 8 năm 2024. Tên lửa phòng không Iriste do Đức cùng một số quốc gia phương Tây hợp tác phát triển từ giữa những năm 1990. Đức cam kết cung cấp 12 hệ thống tầm trung IRIS-T SLM và 24 bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn IRIS-T SLS cho Ukraine. Trong đó 3 tổ hợp SLM và 2 bệ phóng SLS đã được chuyển giao trong giai đoạn 2022-2023. Nga đang phản công mạnh mẽ trên nhiều mặt trận ở khu vực Kursk. Lực lượng này đã chiếm lại khu vực Korenevo, tiến về phía đông nam hướng tới Novoy Vanivka. Họ cũng tấn công Novoy Vanivka từ phía tây, đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi khu vực Lyubimivka, Zelenysliak. Một số nguồn tin quốc phòng cho biết Điện Kremlin đã đặt ra thời hạn mới cho lực lượng của Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực Kursk vào ngày 1 tháng 2 năm 2025 và tạo ra vùng đệm ở phía biên giới Ukraine vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. Nga đã tập hợp hơn 40.000 binh sĩ để giải phóng khu vực Kursk. Tình hình trên chiến trường liên tục biến động khi các làng mạc và thị trấn đổi chủ chỉ trong vài ngày. Mặc dù hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn chưa sụp đổ, nhưng khả năng mở rộng chỗ đứng của nước này tại Quốc có vẻ tương đối thấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 1 rằng quân đội Ukraine đang tìm cách giải thoát cho lực lượng bị nga bao vây ở Kursk, ông nói. Hiện tại các nỗ lực giải vây đang được tiến hành. Tôi không có thông tin nào trong một giờ gần nhất vì tôi chưa có thời gian để trao đổi với bộ tổng tham mưu và bộ quốc phòng. Tuy nhiên tất cả các nỗ lực giải vây hầu như đều thất bại. ông Putin nói thêm. Chúng tôi nhận thấy rằng những người bị bao vây thậm chí còn không biết rõ rằng họ đang bị bao vây. Theo thông tin mà chúng tôi có được, nguyên nhân là do khả năng chỉ huy và kiểm soát ổn định lực lượng quân sự Ukraine đã không còn. Cái đấy ít hôm. Tổng thống Putin xác nhận khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây tại tỉnh Kursk của Nga. Ông giải thích rằng lực lượng Nga đã chia cắt binh sĩ Ukraine khỏi biên giới tại một trong những địa điểm mà lực lượng Kiev tấn công vào Nga, đồng thời ngăn chặn lực lượng này ở Kursk. Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn tích cực loại bỏ lực lượng Ukraine ở Kursk khi họ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Không những thế, quân đội Ukraine đang bị đẩy lùi trên mọi mặt trận. Trong hầu hết năm 2024, Ukraine đang dần mất các vùng lãnh thổ. Theo đánh giá của giới quan sát trên The Conversation, đây không phải là cuộc giao tranh giành lãnh thổ mà là một xung đột tiêu hao. Nguồn lực duy nhất có giá trị là các binh sĩ và ở đây, các số liệu của Ukraine không cho thấy triển vọng tích cực. Theo The Conversation, lịch sử cho thấy không có cuộc đối đầu nào với Nga trong xung đột tiêu hao thành công. Nói cách khác, điều này tức là Ukraine đối mặt với nguy cơ thất bại thực sự. Một cuộc họp mật của các quan chức quốc phòng phương Tây gần đây đã diễn ra trong bầu không khí rất ảm đạm. Theo họ, Ukraine đối mặt với tình hình nguy hiểm và tồi tệ hơn bao giờ hết. Dù vậy, sẽ có những giới hạn nhất định đối với những tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu. Người ta không biết giới hạn đó nằm ở đâu, cũng như không biết khi nào nó xảy ra. Điều quan trọng là sẽ không có chiến thắng nào cho Ukraine và phương Tây nếu không có một chiến lược cụ thể để điều đó diễn ra, ngoài việc cố gắng làm tiêu hao lực lượng của Nga nhiều nhất có thể. Về cơ bản, hai câu hỏi được đặt ra là liệu Ukraine có triển vọng giành chiến thắng hay không và liệu lợi ích tiềm năng có tương xứng với cái giá phải trả hay không. Vấn đề là như thường lệ, phương Tây vẫn chưa xác định được thắng lợi cho Ukraine là như thế nào, trong khi đó cái giá đang trở nên quá rõ ràng. Việc xác định rõ các mục tiêu và giới hạn của mình sẽ tạo nên sự khởi đầu của một chiến lược và phương Tây vẫn chưa làm được điều đó. Cuộc xung đột ở Ukraine cần một câu trả lời thực tế cho việc thế nào là chiến thắng, hoặc ít nhất là một giải pháp có thể chấp nhận được sẽ như thế nào, cũng như mức độ có thể đạt được và liệu phương Tây có thực sự theo đuổi nó hay không sau đó thì các nhà lãnh đạo phương Tây mới có thể đưa ra hành động phù hợp. Truyền thông Ukraine vừa qua đưa tin cho biết hiện một nửa Chasovia đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Quân đội Ukraine chỉ còn cố thủ ở khu công nghiệp có nhà máy vật liệu chịu lửa và khu vực vùng ngoại ô phía Tây. Theo đó, các mũi xung kích của Nga đã đột phá vào phía sau tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Chasovia và bắt đầu các trận đánh cận chiến. Các nguồn tin Ukraine cho biết quân đội phía Kiev đồn trú trong thành phố gần như sụp đổ. Quân đội Nga tiến về phía sau các vị trí của chúng tôi trong tuyến phòng thủ. Bây giờ chúng tôi đang phải trú ẩn trong những ngôi nhà kiên cố và tầng hầm, thành phố chưa bị bao vây, nhưng tình hình rất nguy cấp. Truyền thông Ukraine cũng cho biết, thời gian vừa qua, tình hình trong thành phố rất khó khăn. Hàng ngày quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine bằng UAV, FPV, pháo binh và bom lượn. Các mũi xung kích của Nga được sự yểm trợ của xe bọc thép cũng đã đột phá vào một số vị trí và đạt được tiến bộ đáng kể ở Chasovia chuyên gia phân tích quân sự của tờ Bill Đức Julian Rock cho rằng quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine ở bờ tây kênh đào. Ông Rock đánh giá, mặc dù quân đội Nga không thể vượt qua kênh đào Sevetsky -Donetsk, Donetsk Donbass trong nhiều tháng, nhưng cách đây ít lâu, các mũi đột phá của họ đã vượt qua được cửa mở, tiến sâu tới 2,5 km về phía tây, dọc theo khu vực ngoại ô phía nam thành phố. Trong khi đó, các chuyên gia ISVK trích dẫn thông tin từ người đại diện cơ quan báo chí lữ đoàn bộ binh cơ giới 24 của Ukraine đang đảm nhiệm phòng ngự trên hướng chủ yếu ở Chasovia. Đại úy Ivan Perichak cho biết quân Nga có thể đã lợi dụng điều kiện thời tiết vượt qua kênh Seversky, Donetsk, Donbass vào khu vực phòng ngự của quân đội Ukraine ở bờ tây kênh đào. Sau khi công phá và kiểm soát thành trì Bắc Mốt năm ngoái, các đơn vị Nga đã từ từ tiến đến Chasovia. Chasovia cao hơn khu vực xung quanh, khiến thành phố trở thành trung tâm hậu cần và căn cứ pháo binh tiền phương chủ lực của Ukraine. Nếu kiểm soát được Chasovia, quân đội Nga có thể đưa các thành phố chiến lược gần đó vào tầm bắn của pháo binh và biến nơi này thành điểm tựa để mở những đợt tiến công sâu hơn. Loạt thành trì gần Chasovia bao gồm Kramatorsk, Slavyansk, Druskovka và Konstantinovka. Trong đó Kramatorsk và Konstantinovka được ví như xương sống của phòng tuyến Ukraine. Vừa qua, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố Ba Lan sẽ không chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa và máy bay tấn công hạng nhẹ mà nước này đã đặt hàng từ các nhà sản xuất Hàn Quốc cho quân đội Ba Lan. Tuyên bố trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Theo đó, trả lời báo giới về khả năng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine, ông Andrzej Duda cho biết không có kịch bản nào được xem xét, trong đó Ba Lan sẽ chuyển giao vũ khí được mua bằng hàng tỷ đô la Mỹ từ tiền đóng thuế của người dân Ba Lan cho bất kỳ quốc gia nào. Ông Duda nhấn mạnh, các vũ khí mới mà nước này mua từ Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Ba Lan. Tổng thống Duda cho biết thêm, các nhà lãnh đạo Ukraine đã trực tiếp yêu cầu phía Ba Lan cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan vẫn nhất quán quan điểm rằng, chừng nào ông còn là tổng thống, không có vũ khí nào được mua để phòng thủ cho Ba Lan sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Liên quan đến tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc về việc nước này đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Duda cho biết, nếu Hàn Quốc đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraine, số vũ khí này sẽ không nằm trong kho dự trữ dành cho Ba Lan. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Kosiniak Kamis thừa nhận, nước này đã cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí có thể cung cấp, đồng thời nhấn mạnh an ninh quốc gia luôn là mục tiêu tối cao và mọi quyết định đều được Ba Lan đưa ra nhằm đạt được mục tiêu này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng thông báo, Kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine, nước này đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau, gồm xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lựu pháo. Tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới gần 25,9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 3,1 tỷ đô la Mỹ chỉ cho vũ khí. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt thành kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine đã ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu, gây khó khăn cho nông dân và dẫn tới biểu tình. Điều này khiến cho quan hệ giữa hai đồng minh có nhiều lúc căng thẳng. Hồi tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga xem các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một tối hậu thư thuần túy Ông Lavrov nói việc phương Tây kỳ định tuân theo cái gọi là công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho thấy phương Tây không có ý định đàm phán với Nga trên cơ sở bình đẳng. Vừa qua tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, liên quan tới tiến trình đàm phán Nga-Ukraine, trước hết các nhà tài trợ phương Tây của Kiev nên từ bỏ chính sách gia tăng căng thẳng của họ, vốn dựa trên việc bơm ngày càng nhiều vũ khí và tiếp tục hỗ trợ không hạn chế cho Kyiv. Ngoài ra, ông Ryabkov cho biết các nhà tài trợ phương Tây nên giải thích với Ukraine rằng sẽ không có triển vọng đàm phán nếu không từ bỏ tối hậu thư và tình hình thực tế sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng không có lợi cho Kyiv. Nhà ngoại giao nga nhấn mạnh các nước phương Tây nên thuyết phục Ukraine rằng nếu không từ bỏ những ý tưởng phi thực tế vốn là tối hậu thư đối với nga và nếu không sửa đổi lập trường mang tính hủy diệt để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán, mà Kiev vẫn tiếp tục hành động như vậy, thì sẽ không có tiến triển nào đạt được. Đồng thời, nhà ngoại giao Nga cho biết, có một số ý tưởng được nêu ra tại các diễn đàn quốc tế mà những người đề xuất coi là động lực để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ông Ryabkov khẳng định Nga tôn trọng và hoan nghênh những ý tưởng này. Tổng thống Nga Putin ngày 25 tháng 10 nhấn mạnh, bất kỳ kết quả nào cũng phải có lợi cho Nga. Nói thẳng là như vậy, Moscow không loại trừ khả năng thỏa hiệp miễn là hợp lý. Tuy nhiên, việc Ukraine không muốn đàm phán đã khiến mọi cuộc thảo luận về những gì Nga sẵn sàng thỏa hiệp trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, Ukraine phải đối mặt với ba tin xấu, mùa đông đang tới, rủi ro trong cuộc bầu cử Mỹ và tình hình u ám ở châu Âu. Tại chiến trường mùa đông 2024-2025, sẽ là một thử thách thực sự đối với quân đội và dân chúng Ukraine, những người đã kiệt sức ít nhiều trong năm thứ ba của cuộc xung đột vũ trang với Nga. Nga vẫn đều đặn làm suy yếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm các trạm điện, các chi nhánh lưới điện và các cơ sở lưu trữ năng lượng. Trong khi đó, mùa đông tại Ukraine thường lạnh giá, nhiệt độ giảm dưới 0 độ C, khiến nhu cầu của họ về điện là rất lớn. Các thành phố tiền tuyến của Ukraine như Kharkov có lẽ sẽ phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt nhất khi mà hai trong số các nhà máy điện phục vụ thành phố này đã bị phá hủy. Nga đã nhận diện được điểm yếu trong cơ sở hạ tầng của Ukraine. Mạng lưới năng lượng của nước này quá rộng nên rất khó che chắn hết được, nhất là khi hệ thống phòng không của Ukraine tương đối mỏng. Và những đòn đánh của Nga đã làm suy giảm năng lực sản xuất điện của Ukraine, buộc nước này phải dựa nhiều hơn vào năng lượng hạt nhân. Còn về cuộc bầu cử Mỹ có thể khiến tình hình của Ukraine tệ hại hơn, dù ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine nhìn chung vẫn suy giảm. Tình hình châu Âu cũng khá u ám đối với Ukraine. Khi viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm, công nghiệp quốc phòng tại nhiều nước châu Âu bắt đầu tăng cường sản xuất để bù lại. Tuy nhiên, nhiều người châu Âu lo ngại rằng họ sẽ phải chi nhiều tỷ đô la Mỹ cho sản xuất vũ khí trong bối cảnh một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể được ký kết, khiến cho lượng lớn vũ khí được sản xuất trở nên dư thừa và gây lãng phí lớn. Ngoài câu chuyện rủi ro kinh tế như trên, bản thân châu Âu cũng không có chung tiếng nói chính trị trong vấn đề Ukraine. Theo Spiegel mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đặt mục tiêu mua thêm 600 tên lửa hành trình Taurus trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thúc giục chính quyền Berlin cung cấp dòng vũ khí tầm xa này. Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Đức sở hữu khoảng 600 tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn hơn 500 km và được trang bị cho các dòng tiêm kích như Eurofighter, Tornado, F-15 hoặc F-18. Tên lửa do nhà thầu quân sự MBDA của châu Âu sản xuất được thiết kế để phá hủy mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong lòng địch như các băng kè chỉ huy, kho đạn dược, kho nhiên liệu, sân bay và cầu cảng. Bất chấp áp lực từ Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz liên tục bác bỏ yêu cầu viện trợ tên lửa Taurus vì lo ngại khả năng ký ép có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Hồi giữa tháng 3, ông phát biểu trước Quốc hội rằng đây là một loại vũ khí tầm rất xa và không thể sử dụng được nếu không có sự triển khai của binh lính Đức. Tên lửa Taurus có tầm bắn hơn 500 km và chỉ được radar phát hiện rất muộn khi nó di chuyển ở độ cao thấp. Do đó, tên lửa Taurus đang có nhu cầu cao, đặc biệt là ở Ukraine. Theo Spiegel, Bộ trưởng Pistorius giờ đây muốn mua phiên bản cao cấp hơn là Taurus Neo, với tổng giá trị thường vụ khoảng 2,1 tỷ euro cho 600 tên lửa và đợt sau hàng đầu tiên dự kiến vào năm 2029. Tuy nhiên, ông Pistorius vẫn đang tìm kiếm ngân sách cho kế hoạch này với 350 triệu euro cần có vào năm 2025 để khởi động dự án. Bộ Quốc phòng Đức chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó vào tháng 4, ông Thomas Gottschild, giám đốc điều hành chi nhánh Đức của nhà sản xuất vũ khí châu Âu MBDA, thông báo việc sản xuất tên lửa Taurus đang bị đình chỉ vì không có đơn đặt hàng từ chính phủ Đức. Hiện Anh và Pháp đang lần lượt viện trợ tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine và quân đội chính quyền Kiev cho biết đã cải tạo các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô để lắp các tên lửa này. Nga cảnh báo Đức rằng việc giao tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và đẩy giao tranh Ukraine vào vòng xoáy xung đột mới xuất hiện trên chương trình podcast Power Play của nhà báo Mỹ Politico vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Haley thừa nhận quân đội Anh chưa sẵn sàng chiến đấu trong một cuộc xung đột lớn và sẽ không thể ngăn chặn kẻ địch nếu chiến tranh nổ ra ngay lúc này. Bộ trưởng Haley cho biết quân đội, hải quân và không quân Anh đã bị khoét rỗng và thiếu kinh phí trong suốt 14 năm đảng Bảo thủ cầm quyền. Tình hình tài chính của quân đội Anh thậm chí còn tồi tệ hơn khi công đảng giành quyền từ tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Haley nhấn mạnh, Vương quốc Anh giống như nhiều quốc gia khác về cơ bản đã rất thành thạo và sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự. Điều chúng ta chưa sẵn sàng làm là chiến đấu. Nếu chúng ta không sẵn sàng chiến đấu, chúng ta sẽ không có đủ khả năng để ngăn chặn một khi xung đột xảy ra. Theo Bộ trưởng, quân đội Anh đóng vai trò cốt lõi trong lực lượng NATO. Ông nói thêm, chúng ta không chỉ phải có khả năng bảo vệ các quốc gia NATO của mình, mà quan trọng hơn là chúng ta phải hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn mọi hành động xâm phạm trong tương lai. Anh và các thành viên khác của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cần phải đổi mới và tiếp thu các công nghệ mới và một số bài học từ Ukraine, biến những điều đó trở thành biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ hơn. Khi được hỏi về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng, một phát ngôn viên của chính quyền công đảng nhấn mạnh, chính phủ này sẽ luôn làm những gì cần thiết để bảo vệ đất nước. Lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh là một trong những lực lượng tốt nhất trên thế giới và bảo vệ Vương quốc Anh 24 trên 7, hoạt động cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để chuẩn bị cho mọi tình huống. Đánh giá phòng thủ chiến lược được đưa ra vào tháng 7 sẽ xem xét các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt và các năng lực mà chúng ta cần để lực lượng vũ trang của chúng ta sẵn sàng chiến đấu hơn, tích hợp hơn và sáng tạo hơn. Ngày 24 tháng 10, báo Anh The Telegraph dẫn một nguồn tin quốc phòng cấp cao đưa tin ngân sách mới của Vương quốc Anh được công bố vào tuần tới gần như chắc chắn không nhận được tiền bổ sung. Theo số liệu của chính phủ, lục quân, hải quân và không quân của Anh đã bước vào năm 2024 với chỉ hơn 138.000 binh sĩ tại ngũ, con số thấp nhất kể từ khi kết thúc các cuộc chiến tranh Napoleon. Riêng lục quân đã chứng kiến quân số giảm từ hơn 100.000 người vào năm 2010 xuống còn 75.110 người vào đầu năm nay. Vào tháng 6 năm 2022, để ứng phó với cuộc xung đột ở Ukraine, Ủy ban châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế của Nga. Tuy nhiên, Brussels đã cấp miễn trừ tạm thời cho một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU do những thách thức riêng trong việc đảm bảo các nguồn thay thế cho dầu nhập khẩu từ Nga, bao gồm Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc. Việc miễn trừ này nhằm mục đích cho thêm thời gian để các nước này thiết lập các nguồn cung cấp mới. Kể từ đó, khoảng 14 triệu tấn dầu của Nga mỗi năm đã được vận chuyển qua Ukraine đến ba quốc gia này, không thay đổi so với mức trước chiến tranh, mang lại lợi nhuận khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho Nga. Theo đó, Hungary và Slovakia đã không nỗ lực trong việc tìm kiếm và phát triển nguồn cung thay thế, bất chấp việc Cộng hòa Séc tuyên bố sẽ xóa bỏ sự phụ thuộc vào dầu thô của Nga vào năm tới và có mục tiêu hủy bỏ lệnh miễn trừ của mình sau khi việc mở rộng đường ống TAL của Italy hoàn tất. Điều này sẽ giúp cung cấp nhiều dầu hơn cho quốc gia không giáp biển này. Thậm chí trong hoạt động mới đây, công ty dầu khí lớn nhất Hungary MOL đã công bố một thỏa thuận với công ty dầu khí của Nga Lukoil để nối lại việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary qua Ukraine. Bằng cách mua dầu của Nga tại biên giới Belarus-Ukraine, MOL thực sự nắm quyền sở hữu hợp pháp đối với dầu trước khi nó đến lãnh thổ Ukraine. Mặc dù điều này cho phép MOL tránh được các lệnh trừng phạt do Ukraine áp đặt đối với nhà sản xuất dầu của Nga, nhưng sẽ làm suy yếu sự đoàn kết của châu Âu đối với cuộc xung đột hiện nay. Giới phân tích cho rằng hành động của Hungary là một phép thử quan trọng đối với sự thống nhất của EU và hiệu quả của giải pháp trừng phạt hiện tại. Bằng cách khai thác các lỗ hỏng pháp lý, Hungary có thể làm suy yếu không chỉ đối với phản ứng chung của khối, mà còn cả các nguyên tắc cơ bản của sự đoàn kết trong EU. Đáng chú ý sự trì hoãn trong việc tìm nguồn cung thay thế của Hungary cũng như việc MOL công bố thỏa thuận với Nga, còn bất chấp cả việc Croatia liên tục đề nghị mở rộng đường ống Adria có thể nhập khẩu dầu đến Hungary. Theo đó, vào tháng 8 năm 2024, nhà điều hành đường ống ZANAF của Croatia đã thử nghiệm và xác nhận rằng đường ống có thể vận chuyển 14,3 triệu tấn dầu, vượt xa nhu cầu hàng năm của các nhà lọc dầu MOL tại Hungary và Slovakia. Tuy nhiên, công ty dầu khí của Hungary MOL chỉ ký hợp đồng 2,2 triệu tấn cho năm 2024. Để lý giải, các quan chức Hungary đã bày tỏ sự hoài nghi về việc phụ thuộc vào Croatia, một đồng minh của EU và NATO. Thậm chí, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary còn cho rằng Croatia không phải là một quốc gia đáng tin cậy để trung chuyển. Thay vào đó, Hungary tiếp tục phụ thuộc vào dầu của Nga. Với những diễn biến này, Ủy ban châu Âu cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt hiện tại đối với nhập dầu qua đường ống của Nga. Việc xử lý các lỗ hỏng về pháp lý cho phép Hungary và Slovakia có thể nhập khẩu dầu của Nga là điều cần thiết để duy trì tính thống nhất trong việc trừng phạt của EU và sự đoàn kết của các thành viên. Việc thực hiện các thay đổi bắt buộc trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng sẽ cho phép các quốc gia bị ảnh hưởng có đủ thời gian hợp lý để đảm bảo nguồn cung thay thế thông qua cơ sở hạ tầng hiện có. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Một cuộc không kích được cho là của Israel mới đây đã khiến ít nhất 3 nhà báo thiệt mạng và làm bị thương một số người khác khi họ đang ngủ trong nhà khách được các cơ quan truyền thông sử dụng ở Hasbaya, miền Nam Liban. Theo Bộ Y tế Liban và các hãng tin địa phương, ba nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích là phóng viên quay phim Ghassan Najja Nhà báo Mohamed Reda làm việc cho kênh truyền thông thân Iran al Majadin và Wissam Qasem, một phóng viên quay phim cho đơn vị truyền thông al Mana của Hezbollah. Cuộc không kích khủng khiếp này đánh dấu ngày chết chóc nhất đối với các nhà báo trong một năm đánh dấu sự gia tăng bạo lực giữa Israel và lực lượng phong trào Hezbollah tại Liban. Về phần mình, theo hãng tin AFP, quân đội Israel cho biết thông tin của không kích cáo buộc khiến ba nhà báo thiệt mạng ở miền nam Liban đang được xem xét. Quân đội cho biết trong một tuyên bố ám chỉ đến cuộc tấn công ở Hasbaya rằng vài giờ sau cuộc tấn công, có báo cáo rằng các nhà báo đã bị tấn công, sự việc đang được xem xét. Trước đây, chính quyền Israel vẫn luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào các nhà báo, ngay cả khi có nhiều cáo buộc trong các cuộc xung đột đang diễn ra. Cuộc tấn công lần này nâng tổng số nhà báo thiệt mạng ở Liban do các cuộc không kích của Israel trong xung đột lên 8 người, bao gồm cả phóng viên ảnh của hãng tin Reuters, Isam Abdallah. Hasbaya là một thành phố với dân số là người Hồi giáo và người theo đạo Thiên Chúa. Mặc dù vùng ngoại ô Hasbaya đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, cuộc tấn công gần đây nhất là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào chính thành phố này. Đoạn phim do Muhammad Fahad, một phóng viên của hãng tin Azadid của Liban, ghi lại cho thấy những chiếc xe có dòng chữ Perez bị hất đổ, kính xe vụn vỡ trong khi khu nhà gỗ nơi các nhà báo đang ở cũng hư hại. Theo lời mô tả của nhà báo Fahad, anh đã nghe thấy tiếng một chiếc máy bay bay tầm thấp và tiếp theo là hai cuộc tấn công bằng tên lửa đã phá hủy nhiều tòa nhà, khiến anh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phản ứng trước cuộc tấn công, Bộ trưởng Thông tin Liên bang Giad Makari lên án cuộc tấn công là tội ác chiến tranh. Bộ trưởng Makari cho biết, ít nhất 18 nhà báo từ 6 hãng tin khác nhau, bao gồm Sky News, Al Jazeera và các đài truyền hình Liên đã ở tại các nhà khách ở Hasbaya một thành phố được coi là một địa điểm tương đối an toàn trong xung đột. Hãng tin TASS trích dẫn tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong chuyến công du tới miền Bắc Gaza, Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi thừa nhận việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar là ăn may, không phải kế hoạch được vạch ra từ trước. IDF hôm 17 tháng 10 từng thông báo đã trừ khử ba phần tử khủng bố ở Gaza vào ngày trước đó và một trong số này có thể là thủ lĩnh Hamas. Vài giờ sau, IDF xác nhận một trong các thi thể đã được nhận diện là của Sinwar. Tel Aviv cáo buộc nhân vật này là một trong những chủ mưu vụ đột kích đẫm máu của các tay súng Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas lên tiếng xác nhận thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng vào ngày 18 tháng 10, đồng thời từ chối thả các con tin Israel cho đến khi IDF rút khỏi Gaza. Theo lãnh đạo IDF, sự hiện diện của Lữ đoàn 450, đơn vị đã hạ sát thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas, cũng không được lên kế hoạch trước ở khu vực đó. Ông Halevi chia sẻ, họ không biết đang nhắm bắn ai. Trong khi đó, giám đốc viện pháp y quốc gia Israel Chen Kudel, người giám sát quá trình khám nghiệm thi thể và ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas cho biết, thủ lĩnh Hamas thiệt mạng vì một phát súng bắn vào đầu, mặc dù trước đó IDF nói rằng ông Yahya Sinwar thiệt mạng khi xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này ẩn nấp. Khi được hỏi về kết luận của bác sĩ pháp y, phát ngôn viên của IDF nói rằng đã có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà. Bác sĩ Kudel cho biết ông tin tưởng vào phân tích của mình dựa trên việc khám nghiệm. Ông chỉ biết về lời kể của quân đội Israel sau khi tiến hành khám nghiệm. Ông Kudel nói, tôi đưa ra kết luận dựa trên những gì phát hiện được trên thi thể. Ông ấy hứng chịu hàng loạt thương tích như vết thương do tên lửa hoặc đạn pháo ở cánh tay phải, gạch đá rơi trúng chân trái cùng nhiều mảnh văng găm trong ngực. Chúng đã gây thương tích nghiêm trọng những nguyên nhân khiến ông này thiệt mạng là vết thương do đạn bắn vào đầu. Khi được hỏi về thời điểm tử vong của ông Shinwa, bác sĩ Kudel cho biết có thể là vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của ông được chuyển đến bệnh viện vào đêm 17 tháng 10. Tờ tham ở Israel vừa qua dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi. Thông báo nước này đã phá hủy hoàn toàn mạng lưới chỉ huy cấp cao của Hezbollah, đồng thời tin rằng Tel Aviv có thể sớm đạt được một kết quả sắc nét cho chiến dịch trên lãnh thổ Liban. Kể từ khi Israel tăng cường không kích các mục tiêu ở Liban giữa tháng 9 năm 2024, sau đó mở chiến dịch trên bộ đầu tháng 10 năm 2024, ít nhất 8 lãnh đạo cấp cao Hezbollah đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel, bao gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong vụ ném bom vào Beirut và người được cho là kế nhiệm ông Nasrallah là giáo sĩ Hashem Safi Eddine. Các nhân vật cấp cao khác được xác nhận thiệt mạng là phó thủ lĩnh Hezbollah Nabik Kauk, hai chỉ huy đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah, gồm các ông Ibrahim Akin và Ahmad Guebe, lãnh đạo đơn vị máy bay không người lái Mohammad Suru và chỉ huy đơn vị tên lửa Ibrahim Kobeisi. Ngoài hủy diệt mạng lưới chỉ huy, trong thời gian gần đây, Israel cũng đã tăng cường hoạt động quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính của Hezbollah tại Liban. Theo hãng thông tấn AP, lực lượng Israel đã tấn công ít nhất 15 chi nhánh Al-Quad Al-Hassan của Hezbollah. Đây là một tổ chức tài chính bị cáo buộc tài trợ cho các hoạt động quân sự của phong trào này các cuộc không kích nhắm vào các chi nhánh ở Beirut, miền Nam Liban, thùng lũng Pekan và săn phẳng một tòa nhà 9 tầng ở thủ đô. Anquad Al Al-Hassan đã bị cả Mỹ và Ả Rập Xê Út trừng phạt. Tổ chức này hoạt động như một hệ thống ngân hàng, thay thế cho người dân Liban, đặc biệt là kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính của Liban xảy ra vào năm 2019. Quân đội Israel tuyên bố Anquad Al Al-Hassan đang giữ hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng của Hezbollah, những khoản tiền này được sử dụng để mua vũ khí và trả lương cho các tay súng. Các cuộc không kích của Israel là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá hủy năng lực tài chính của Hezbollah và ngăn chặn phong trào này tái vũ trang. Trước đó, ngoại trưởng Israel, Israel Katz, từng tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nhóm vũ trang hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Liban này. Vào đầu tháng 10, Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ triển khai thêm quân và máy bay chiến đấu tới Trung Đông như một phần trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn xung đột giữa Israel và Iran. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết để tăng cường số lượng nhân sự ở Trung Đông, Lầu Năm Góc sẽ mở rộng một số đơn vị triển khai đã được lê lịch luân phiên về nước và gửi thêm lực lượng tăng cường cho khu vực này, bao gồm phi đội máy bay chiến đấu F-16, F-15E và F-22 cùng máy bay phản lực tấn công A-10. Mới đây, Anadolu dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Sencom cho hay, các máy bay F-16 thuộc phi đội tiêm kích 480 không quân Mỹ đóng quân tại căn cứ Spandalem, Đức đã đến Trung Đông giữa lúc khu vực căng thẳng đang gia tăng và Israel được cho là sắp tấn công trả đũa Iran. Sancom không nêu rõ vai trò hoạt động dự kiến của F-16 nhưng nhấn mạnh sứ mệnh của chúng là tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Sabrina Singh từng nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng bao gồm đơn vị phòng không sẽ bổ sung hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ trong tình trạng báo động cao tại Trung Đông. Cách đây ít hôm, trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Abbas Arachi chỉ rõ chính quyền Mỹ đã chuyển giao nhiều vũ khí cho Israel và giờ đây đang đặt mạng sống của các binh sĩ Mỹ vào chỗ rủi ro bằng việc triển khai lực lượng tới Israel để vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Arachi đồng thời nhấn mạnh Iran đã thực hiện những nỗ lực vượt bậc trong những ngày qua để kiềm giữ giao tranh không bùng phát tại khu vực. Tuy nhiên, một khi giao tranh nổ ra, Iran sẽ không có bất kỳ giới hạn đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Cảnh báo này của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel liên tiếp đưa tin về việc Mỹ chuẩn bị đưa binh sĩ tới Israel để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Ta'at như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Tel Aviv tấn công trả đũa Iran. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ và một nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để điều tra xem ông Jared Kushner, con rể của cựu tổng thống Donald Trump, có phải đã và đang hoạt động như đại diện của Ả Rập Xê Út nhưng không đăng ký hay không. Lá thư từ thượng nghị sĩ Ron Wyden và hạ nghị sĩ Jamie Raskin, dẫn bài báo của Reuters nói rằng, ông Kushner đã nhiều lần trao đổi về hoạt động ngoại giao của Mỹ và Ả Rập Xê Út với thái tử kế vị Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, sau khi ông Kushner đã rời chính phủ. Hai nghị sĩ Widen và Raskin viết trong lá thư dài 8 trang gửi Bộ trưởng Tư pháp, Merrick Garland rằng Điều này thực sự đáng lo ngại vì ông Kushner dường như đang tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách hoạt động như một cố vấn chính trị cho chính phủ Ả Rập Xê Út, trong khi cũng nhận tiền của họ. Sự gần gũi giữa ông Kushner với cựu Tổng thống Trump và khả năng can thiệp chính trị cho thấy cần phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ông Kushner khẳng định không có xung đột lợi ích nào cả. Ông gọi bức thư là trò đùa ngớ ngẩn và cho rằng nó dưới mức nghiêm túc mà cả hai viện nên xem xét. Ông Chad Mizele, giám đốc pháp lý của Affinity Partners, cho rằng yêu cầu bổ nhiệm công tố viên đặc biệt là một nỗ lực đáng xấu hổ của hai nghị sĩ Quy Đen và Raskin nhằm biến bộ tư pháp vốn đã bị vũ khí hóa thành chiến dịch chính trị với những cáo buộc không có căn cứ hoặc bằng chứng. Trước đó vào tháng 4, ông Jared Kushner cũng đã bị ông Ben Rhodes cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cáo buộc hưởng lợi từ các dự án đầu tư nhờ ảnh hưởng từng có ở Nhà Trắng. Báo chí Mỹ dẫn các tài liệu do gì cho thấy khoảng 99% quỹ đầu tư của Jared Kushner, con rể của cựu Tổng thống Donald Trump, nhận tiền từ nước ngoài. Trong đó có Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Ả Rập Xê Út. Các bài viết cũng hé lộ ông Kushner đã tham gia các dự án xây dựng khách sạn ở vùng bàn Căng, đặc biệt là Sekbi và Albany. Thời điểm đó, ông Ben Rhodes khẳng định rằng đây là hành động giao bán chính sách đối ngoại Mỹ, một cấp độ tham nhũng chưa từng thấy đang hiện rõ. Ông Rhodes nhắc lại rằng vị trí cố vấn Nhà Trắng mà Kushner từng nắm giữ trong nhiệm kỳ của bố vợ đã gây tranh cãi từ đầu. Do Kushner không có kinh nghiệm chính sách, lẫn năng lực đã được chứng minh trong lĩnh vực này. Ông Rhodes cũng cho rằng thời gian làm cố vấn trong Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021 đã giúp ông Kushner xây dựng danh sách khách hàng gồm những nước Ả Rập tại vùng Vịnh và tạo mối quan hệ thân thiết với thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman. Theo cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của CNN trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 47% số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu Cuộc thăm dò được tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 đến 23 tháng 10 trên tổng số 1.704 cử tri đã đăng ký và kết quả được công bố vào ngày 25 tháng 10 có biên độ sai số là 3,1 điểm phần trăm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm số hồ sơ đã đăng ký của cử tri. Hiện tại không chỉ trong cuộc thăm dò của CNN, hàng loạt cuộc thăm dò khác đều cho thấy cuộc cạnh tranh đang ở thế rằng co. Phó Tổng thống Kamala Harris không thể đột phá hẳn lên trên đường đua tới Nhà Trắng. Kể từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lợi thế dường như đang hơi nghiêng về phía ông Trump dù chưa thực sự rõ ràng. Giới quan sát cho rằng trong thời gian đầu tranh cử, bà Harris thường tự nhận mình là kẻ yếu thế trước cựu Tổng thống Donald Trump. Lập luận này là một trong những cách bà thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho mình. Nhưng sau 3 tháng, khi cuộc bầu cử đã đến rất gần, các cố vấn và đồng minh hàng đầu của ứng viên đảng Dân Chủ đang lo lắng rằng điều đó có thể vẫn đúng tại các bang được gọi là bức tường xanh Michigan, Pennsylvania và Wisconsin vốn được xem như con đường phù hợp nhất giúp bà Harris chiến thắng. Các cuộc thăm dò công khai cho thấy cuộc đua về cơ bản vẫn là ngang bằng. Các khảo sát chỉ khác nhau trung bình một hoặc 2 điểm phần trăm nằm trong phạm vi sai số. Đảng Dân Chủ đồng thời đang cố gắng tận dụng lợi thế của bà Harris với phụ nữ, hy vọng có thể thúc đẩy cử tri nữ da trắng quan tâm đến quyền phá thai đi bỏ phiếu. Phó Tổng thống có vẻ được cử tri nữ ủng hộ mạnh mẽ nhưng bà có vấn đề rõ ràng với nam giới, trong đó có cả nam giới da đen và đàn ông da trắng thuộc tầng lớp lao động. Trong khi đó, ông Trump đang được đánh giá cao hơn bà Harris về chính sách kinh tế. Ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng đang tích cực tiếp cận các cử tri nam, nhóm có vai trò quan trọng đối với cục diện cuộc đua. Thông tin mới nhất liên quan cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post đã tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử CEO của cơ quan truyền thông này, William Lewis, cho biết, đây là sự quay lại với nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống. Ngày bầu cử tại Mỹ năm nay rơi vào ngày mùng 5 tháng 11, nhưng nhiều tiểu bang đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Theo một dự án theo dõi bầu cử của Đại học Florida, đã có 25 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm tính đến ngày 24 tháng 10. Đây là con số đáng kể khi mà còn đến gần 2 tuần nữa mới đến ngày bầu cử chính thức. Để so sánh thì hồi năm 2020 đã có 159 triệu cử tri bỏ phiếu và 25 triệu lá phiếu là tương đương 15% tổng số phiếu trong kỳ bầu cử trước. Theo cập nhật từ chuyên trang về khảo sát bầu cử Mỹ, FiveThirtyEight tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2024, kết quả tổng hợp thăm dò dư luận trên khắp nước Mỹ cho thấy ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ ủng hộ 48,1% đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa người nhận tỷ lệ ủng hộ 46,3 điểm phần trăm. Mới đây, trả lời phỏng vấn Fox Business, nhà khảo sát Mitchell Brown nhận định, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, có thể cả ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đều không giành chiến thắng ở cả ba bang chủ chốt, gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, kịch bản chưa từng xảy ra kể từ năm 1988. Theo ông Brown, cựu Tổng thống Donald Trump có thể giành ưu thế ở North Carolina, Georgia Arizona và Nevada, nhưng khó thắng ở cả ba bang, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Ông Brown nói, nếu bạn nhìn vào năm 2016, ông Trump đã thắng cả ba bang đó. Trong khi tổng thống Mỹ Joe Biden thắng cả ba bang trong cuộc bầu cử năm 2020. Những gì tôi thấy ở đây là không có ứng cử viên nào sẽ giành được cả ba bang đó. Điều đó có nghĩa là ông Trump chỉ cần thắng một trong số ba bang. Là người có thể thắng. Người chiến thắng ở những bang đó thường đắc cử tổng thống. Ngoại trừ ứng cử viên Đảng Dân Chủ Al Gore, người giành được cả ba bang nhưng lại thua trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000 trước ông George Washington Bush. Đây được xem là mùa bầu cử kịch tính nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ với kết quả được dự báo sẽ rất xích sao giữa hai ứng cử viên. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay chứng kiến số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng cao với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đang phá vỡ kỷ lục ở các tiểu bang giao động như Georgia và Bắc Carolina. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tổng thống Mỹ đương nhiệm Kamala Harris đang nỗ lực không ngừng để giành được lá phiếu tại các bang chiến địa. Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nhấn mạnh tương lai của Liên minh Châu Âu EU không nên phụ thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống tại Mỹ. Ông Michel thừa nhận có sự khác biệt giữa hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ, tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi Liệu cách tiếp cận của họ có dẫn đến kết quả khác biệt cho EU trong dài hạn hay không? Theo ông Michel, bất cứ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì họ vẫn sẽ duy trì các chính sách bảo hộ. Theo ông, EU cần tập trung vào định hướng của riêng mình thay vì bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử của nước khác. Trong khi EU đang giải quyết những thách thức đang diễn ra, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine, ông Michel cho rằng lập trường của Mỹ đã làm phức tạp thêm quan hệ đối tác kinh tế. Bên cạnh đó, ông Biden thúc giục EU tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Tại nhiều nơi ở châu Âu, cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ năm 2024 được coi là một bước chuyển mình tiềm năng với các mối quan hệ xuyên đại Tây dương. Điều này chủ yếu là do mối lo ngại của châu Âu về khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Thứ nhất, các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại về sự suy thoái kéo dài và khó có thể khôi phục đối với các chuẩn mực dân chủ nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Kịch bản này nếu xảy ra, có thể tiếp thêm quyền lực cho các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu và các khu vực khác như những gì đã xảy ra trong thời gian ông Trump tại nhiệm. Tiếp đó, người dân châu Âu rất lo ngại về những tác động của một nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump tiếp theo đối với sự an toàn của họ như việc ông có thể sử dụng các đe dọa rút khỏi NATO để giải quyết các vấn đề khúc mắc không liên quan đến quốc phòng với Liên minh châu Âu-EU. Thứ ba, người dân châu Âu lo ngại rằng một nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thứ hai sẽ là một thảm họa đối với quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương. Các phát biểu và động thái trước đây cho thấy ông sẵn sàng quay lại và áp dụng các mức thuế cùng các biện pháp kinh tế mang tính cưỡng bức khác đối với các đồng minh, bao gồm cả EU. Ngược lại, người dân châu Âu ít lo lắng hơn nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Vị nữ phó Tổng thống Mỹ đã khẳng định sự ủng hộ vững chắc của mình đối với NATO và Ukraine mà Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các tổ chức quốc tế và nhấn mạnh nhu cầu hợp tác trong các thách thức toàn cầu, ví dụ như biến đổi khí hậu. Điều này không có nghĩa là EU sẽ không gặp phải thách thức. Bà Kamala Harris cũng ủng hộ một chính sách kinh tế mạnh mẽ đối phó với Trung Quốc. Bà có thể sẽ tìm kiếm sự hợp tác của châu Âu để xây dựng một phương pháp chung nhằm kiềm chế các chính sách kinh tế và đối ngoại ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh. Theo Reuters, các nhà ngoại giao châu Âu đang củng cố các lệnh trừng phạt đối với Nga vì dự đoán rằng sự trở lại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm suy yếu những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow. Các cuộc đàm phán giữa quan chức và đặc phái viên Liên minh châu Âu EU tập trung vào một số sáng kiến nhằm bảo đảm các lệnh trừng phạt của châu Âu sẽ được duy trì trong thời gian dài hơn, củng cố chúng thông qua việc thực thi chặt chẽ hơn, ngay cả khi Washington thay đổi hướng đi. Reuters dẫn một số nguồn tin quen thuộc cho biết, những bước đi khả thi bao gồm các điều khoản bao quát tất cả để xác định và ngăn chặn các lô hàng hóa đáng ngờ chuyển đến Nga, cũng như hạn chế vận chuyển dầu. Ngoài ra, có những cuộc thảo luận về việc thay đổi yêu cầu đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, lệnh trừng phạt lớn nhất của phương Tây đối với Moscow phải được các nước châu Âu gia hạn sau mỗi 6 tháng. Tom Kittinger, thuộc Viện Nghiên cứu Royal United Service Institute, cho biết các nhà hoạch định chính sách châu Âu đã chuẩn bị các lệnh trừng phạt tự chủ khi cân nhắc đến khả năng Trump trở thành tổng thống nhưng sẽ phải tăng cường thực thi. Hồi tháng 7, Liên minh châu Âu EU đã gia hạn tất cả các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng, đến ngày 31 tháng 1 năm 2025, Quyết định này bao gồm các, các biện pháp trừng phạt từ hồi năm 2014 sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea và các biện pháp mới được áp đặt từ năm 2022 khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đến nay, EU đã áp đặt tổng cộng 14 lệnh trừng phạt Nga, bao gồm các biện pháp hạn chế trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, công nghệ, công nghiệp, giao thông, cũng như hạn chế nhập khẩu dầu và sản phẩm hóa dầu từ Nga, hạn chế xuất khẩu sang Nga các mặt hàng xa xỉ và hàng hóa lưỡng dụng. EU cũng thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các hành động nhằm lách các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, phía Nga coi các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và thiếu tính xây dựng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã xếp hạng Nga là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới dựa trên sức mua tương đương PPP. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga trong năm 2024 chiếm 3,55% GDP toàn cầu. Theo PPP, cụ thể, theo RT, trong bản triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố vào đầu tuần này, IMF cho biết Nga đứng thứ tư về PPP sau Trung Quốc 18,8%, Mỹ 15% và Ấn Độ 7,9%, song đứng trước Nhật Bản 3,38%. PPP so sánh hiệu suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh sự khác biệt về chi phí hàng hóa và dịch vụ. Số liệu mới nhất cho thấy các nền kinh tế hàng đầu thế giới theo PPP hiện bao gồm 3 quốc gia thuộc khối BRICS là Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Các tác giả báo cáo lưu ý, việc nâng hạng của Nga là do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Yevgeny Balasky, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu kinh tế Vị mô tại Đại học Tài chính Nga nói, trong những năm gần đây, Nga lần lượt vượt qua các đối thủ châu Âu như Anh, Pháp, Đức và bây giờ là Nhật Bản. Cũng theo dự báo mới nhất của IMF, đến năm 2029, kinh tế Nga sẽ vẫn duy trì vị trí thứ tư với khoảng cách 0,2% so với Nhật Bản, 3,23% so với 3% và không có nguy cơ mất thứ hạng này. Trước đó, tỷ trọng của Nga trong GDP toàn cầu vào năm 2024 được ước tính là 2,9%. IMF tin rằng Indonesia sẽ vượt Nga vào năm 2029 và Nga không thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đã lần thứ ba trong năm nay nâng dự báo tăng trưởng GDP của Nga tăng gần 2 điểm phần trăm so với đầu năm lên 3,2% xong vào năm 2025 sẽ chỉ còn 1,6% và mức tăng trưởng của năm 2026 là 1,1%. Hồi tháng 5, sau lễ nhậm chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh đặt ra các mục tiêu phát triển quốc gia. Xác lệnh có tiêu đề các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2036, trong đó đặt ra các mục tiêu về bảo tồn dân số và hỗ trợ gia đình, giáo dục những công dân có lòng yêu nước và trách nhiệm với xã hội xây dựng môi trường sống thoải mái và an toàn, nền kinh tế bền vững và sôi động, vị thế dẫn đầu về công nghệ cũng như chuyển đổi kỹ thuật số trong quản lý chính phủ, kinh tế và lĩnh vực xã hội. Nga đặt mục tiêu muộn nhất là vào năm 2030 đạt vị trí thứ tư toàn cầu về GDP tính theo sức mua tương đương, với sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, giảm tỷ trọng nhập khẩu trong GDP xuống 17% và nâng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ công nghệ cao trong nước lên 1,5 lần đầu tư vốn cố định đến năm 2030 phải tăng 60% so với năm 2020. Sắc lệnh nhấn mạnh cần đảm bảo Nga đứng trong nhóm 25 quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số mật độ robot vào năm 2030. Kênh Fighter Bomber chuyên về hàng không quân sự đã đăng tải hình ảnh bom hàng không siêu nặng của Nga là FAB-9000 với hai phiên bản, Model 1950 và Model 1954. Hai biến thể được phân biệt bằng hình nón ở mũi trong đó một loại có đặc tính khí động học tốt hơn. FAB-9000 chỉ có thể được sử dụng bởi các máy bay ném bom khổng lồ từ chiến tranh lạnh, bao gồm TU-16 hay TU-95 thuộc loạt sản xuất đầu tiên. Để đốt cháy 4 tấn thuốc nổ, 4 ngòi nổ đã được lắp vào quả bom, nhưng vẫn không thể làm cho toàn bộ khối thuốc được kích hoạt cùng một lúc. Tại những lần thử nghiệm FAB-9000 đầu tiên, một phần lớn TNT chưa nổ đã vùng vãi khắp nơi và làm giảm hiệu suất của bom phải sau đó một thời gian khá lâu tiến hành các chỉnh sửa, hiệu suất của bom FAB 9000 mới đạt được như mong muốn. Kết quả kiểm tra thành công mang lại sự vui mừng lớn cho các kỹ sư. Bom FAB 9000 được phát triển vào cuối những năm 1950. Đây là một trong những loại bom phi hạt nhân mạnh nhất từng có trong kho vũ khí của Liên Xô và sau này là Nga. Với trọng lượng đầu đạn 4.297 kg TNT, bom Sloan được thiết kế để phá hủy các cụm công trình công nghiệp nhà máy và tàu thuyền trong nhà xưởng. Tuy nhiên, xét đến khối lượng siêu lớn của quả bom, việc tích hợp cho nó mô đun lập kế hoạch UMPC như nhiều loại khác là không thể, ít nhất là ở trình độ công nghệ hiện tại. Nếu sử dụng fab 9000 máy bay ném bom chiến lược Nga sẽ phải vào sâu trong tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine. Điều này mang lại rủi ro rất lớn. Hồi đầu tháng 10, truyền thông Ukraine cho biết, Nga dường như đã sử dụng siêu bom nhiệt áp ODAB-9000 nặng 9 tấn để tập kích mục tiêu Ukraine. Kiev Post đưa tin, Nga được cho là đã tấn công thị trấn Volchansk ở Kharkov bằng siêu bom uy lực ODAB-9000. Trang tin Ukraine đăng một đoạn video được mô tả là ghi lại vụ nổ dữ dội của quả bom. Trong đó, sóng xung kích được tạo ra ở khu vực rộng lớn xung quanh. Một blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết, một quyết định đã được đưa ra để sử dụng bom chân không ODAB-9000 ở Volchansk. Lần đầu tiên, nó đã được sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề về viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng các kho đạn dược gần Novorossiysk. Động thái này của Moscow nhằm bảo vệ vũ khí trước các cuộc không kích của lực lượng vũ trang Ukraine. ABC Ukraine dẫn thông tin từ nhóm ATES cho biết, trong quá trình trinh sát trung tâm huấn luyện của Sư đoàn Tấn công đường không số 7 thuộc lực lượng vũ trang Nga gần Novorossiysk, nhóm ATES phát hiện và ghi lại quá trình xây dựng kho đạn quy mô lớn của Nga. Theo ATES, Nga đang xây dựng các kho đạn dược khép kín. Về lý thuyết, các nhà kho này chứa một lượng lớn đạn dược bảo vệ chúng an toàn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine. Nhóm này cũng xác định các hệ thống phòng không S-400 và S-300 đã được Nga triển khai xung quanh công trường xây dựng. Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Thời gian gần đây, lực lượng của Ukraine thường xuyên sử dụng các UAV nhắm vào các kho đạn dược, kho chứa nhiên liệu và trang thiết bị trên không của Nga. Các hoạt động tấn công đã cho thấy Kiev có khả năng nhắm tới các cơ sở quân sự chủ chốt bên trong nước Nga các quan chức Mỹ và các nhà phân tích chiến tranh cho biết, chiến dịch tấn công sâu này có thể làm phức tạp theo những hoạt động của Moscow bên trong Ukraine. George Baros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, nhận định với Business Insider rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể gây khó cho Moscow trong việc tái khởi động các hoạt động tấn công vào mùa xuân tới. Ông Baros cho rằng, thậm chí trước các chiến dịch gần đây, nhịp độ tiến công của Nga đã chậm lại ở phía đông Ukraine. Ông cho biết, chiến dịch của Ukraine nhằm vào các cơ sở chiến lược như các kho đạn dược sẽ chỉ làm thúc đẩy xu hướng trên, vốn có thể tiếp diễn trong những tháng tới, đặc biệt khi thời tiết tệ hơn và tác chiến trở nên khó khăn hơn. Ông Baros nói, những khó khăn sẽ tích tụ dần vì nhiều lý do khác nhau mà không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ tổn thất đạn dược là một nguyên nhân thúc đẩy xu hướng đó. Tuy nhiên trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva từng nhận định, Nga đã thành công xây dựng nền kinh tế thời chiến nhanh hơn so với dự đoán và hiện đang tăng cường sản xuất đạn pháo nhiều hơn so với thời điểm trước cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành những bước đi đáng kể để đưa nền kinh tế vào chế độ thời chiến. Chẳng hạn, mùa xuân năm ngoái, nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu giới lãnh đạo quân sự tăng cường sản lượng công nghiệp quốc phòng và ủng hộ sản xuất hàng loạt vũ khí. Bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm gây tổn thất cho nền kinh tế Nga thông qua các lệnh trừng phạt, ông Kasiunat cho biết nền kinh tế thời chiến của Moscow đã khôi phục nhanh hơn chúng ta dự đoán. Các quan chức và tướng Mỹ cũng đưa ra những đánh giá tương tự về sức mạnh quân sự của Nga. Số lượng đạn pháo tăng lên là một minh chứng quan trọng. Sản lượng đạn pháo cỡ nòng 152mm của Nga vượt hơn hẳn sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm của NATO. Chẳng hạn, ở châu Âu, mức sản xuất hàng năm loại đạn pháo này là chưa tới 600.000 quả, trong khi ở Mỹ là dưới 350.000 quả. Bộ trưởng Kasyunas cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tư rất nhiều GDP của đất nước, được cho là gần 7% vào chi tiêu quân sự nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nền kinh tế đi đúng hướng. Mới đây, một số kênh Telegram quân sự kỹ thuật của Nga đã công bố video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu đa năng Su-57 thế hệ thứ 5 của nước này bay ở độ cao thấp ngay sau khi cất cánh từ sân bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga để thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một trong những vị trí chiến lược quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraina. Trong video do TC Military Informant công bố, máy bay Su-57 đã gây bất ngờ khi bay ở độ cao thấp. Phân tích video này, một số nhà quan sát cho biết Su-57 đã mang theo tên lửa chiến thuật đa năng KHX-59MK2 đặt tại các giá treo dưới cánh ở bên ngoài. Tên lửa có tầm bay lên tới 290 km, trang bị đầu đạn xuyên hoặc trùm nặng tới 310 kg. Tên lửa này ở phiên bản mới nhất có vẻ ngoài khác biệt so với hầu hết các tên lửa không đối đất cổ điển do thân hình vuông. Thông thường, nó được đặt trong khoang kín của máy bay chiến đấu thế thứ 5 Su-57. Giải pháp kỹ thuật như vậy cho phép tạo ra độ đạn mạnh hơn. Việc bố trí vũ khí, tên lửa và bom ở các khoang vũ khí bên trong máy bay giúp giảm tối thiểu tiết kiệm radar, khiến radar của đối phương khó phát hiện máy bay hơn. Su-57 mang tên lửa KH-59MK2 bên trong khoang vũ khí, thì tiết diện phản dạ radar của nó sẽ là 0,2m2. Trong trường hợp này, máy bay trinh sát cảnh báo sớm và kiểm soát trên không AEVK à, và C, SAP 340B mà Ukraine tiếp nhận từ phương Tây sẽ gặp khó khăn khi phát hiện mục tiêu. Trái lại, khi Su-57 mang tên lửa KH-59MK2 treo dưới cánh bên ngoài sẽ làm tăng dưới tiết diện phản xạ của máy bay lên từ 1 đến 1,3 m2, khiến nó khó phát huy tầm bắn tối đa của tên lửa X-59MK2. Nhiều người đặt câu hỏi liệu việc máy bay Su-57 mang theo tên lửa treo bên ngoài có cần thiết hay không khi điều này không tương thích với chiến thuật hiện đại trong việc sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Giới phân tích cho rằng, ngay cả khi Ukraine triển khai chiến đấu cơ F-16 hoặc máy bay trinh sát cảnh báo sớm và kiểm soát trên không AEWC và C, Saab 340B, thì việc vận hành Su-57 mang vũ khí đặt ở giá treo bên ngoài vẫn có tính khả thi, bởi trong bất cứ tình huống nào, F-16AM cũng không thể phát hiện Su-57 ở khoảng cách từ 75 đến 80 km. Đối với máy bay Saab 340 do Thụy Điển sản xuất để phát hiện Su-57 trước khi tên lửa KH-59MK2 được phóng đi, Saab sẽ phải tiếp cận ranh giới trên không giữa Nga và Ukraine với khoảng cách từ 50 đến 100 km nhằm quan sát sâu nhất vào không phận Nga. Trong tình huống như vậy, Saab 340 sẽ ngay lập tức nằm trong phạm vi ngắm bắn của các hệ thống phòng không Nga như S-300V4, S-350A, Vth và S-400 hoặc máy bay đánh chặn MiG-31BM. Do đó, chiến lược của không quân Nga không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với phi hành đoàn Su-57 liên quan đến việc sử dụng tên lửa đặt được các cụm treo dưới cánh ngoài. Nga cũng bắt đầu sử dụng song song máy bay ném bom tàng hình Su-57 với máy bay không người lái S-70 Okhotnik B trong môi trường chiến đấu. Máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng Ô Khôn B có khả năng truyền thông tin đến phi công Su-57 từ radar trên không và hệ thống trinh sát điện tử. Trong khi đó, phi công Su-57 có thể cung cấp cho Ô Khôn B những mục tiêu trên mặt đất để tấn công. Trong tương lai, Ô Khôn B có thể sẽ tham gia các trận không chiến tầm xa với đối phương với sự điều chỉnh của phi công Su-57. Vừa qua, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh một xe tăng T-90M của Nga đã bị phá hủy bởi một máy bay không người lái FPV của Ukraine. Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của máy bay không người lái trong cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như tính dễ bị tổn thương của xe bọc thép trước các hệ thống trên không ngày càng tinh vi như máy bay không người lái FPV. Đáng chú ý, T-90M ProRip, tức đột phá, là xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2019. Đây là loại xe tăng hiện đại nhất được Moscow sử dụng trong xung đột với Kiev. T-90M dài 9,53m tính cả nòng pháo, rộng 3,78m, cao 2,23m và nặng khoảng 46,5 tấn. Chiến xa này được trang bị động cơ diesel V92S2F 1.130 mã lực, tốc độ tối đa là 70 km một giờ, tầm hoạt động 550 km. Vũ khí chính của T-90M là pháo nòng trơn 2A46M4 125mm và tên lửa chống tăng 9M119 Reflex. Xe tăng cũng có hai khẩu pháo tự động cỡ nhỏ để đối phó với bộ binh. Về khả năng phòng ngự, chiến xa của Nga sử dụng giáp phản ứng nổ Relic hiện đại và hệ thống phòng thủ chủ động Stora 1. Được biết, T90M ProRip 3 là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chủ lực T90A, được ứng dụng nhiều công nghệ mới phát triển trên nền tảng mẫu T90MS dành cho xuất khẩu. Nó được coi là mẫu xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay, trong bối cảnh dòng T-14 Amata thế hệ mới chưa được biên chế đại trả. Hồi tháng 8 năm nay, Lữ đoàn xung kích đường không số 80 Ukraine cũng thông báo đã thu giữ một chiếc T-90M từ quân đội Nga trong một cuộc tấn công ở vùng Kursk. Sau khi tịch thu chiếc T-90M, lực lượng Ukraine nhận thấy lý do quân đội Nga không thể triển khai xe hoạt động là vì ắc quy đã cạn sạch điện. Họ thay ắc quy cho chiếc xe tăng và khởi động nó thành công sau 10 lần thử, rồi lái phương tiện này về căn cứ với tư cách là chiến lợi phẩm. Chiếc T-90M sau đó được Lữ đoàn 80 gọi là Pirozhok, tên một loại bánh truyền thống của Nga và Ukraine. Tổ vận hành mới cho biết họ không thích chiếc xe lắm vì nó có hệ thống điều khiển nặng nề, phải dùng cần gạt để xoay thân xe. Trước đó, các binh sĩ Ukraine cũng nhiều lần chê các mẫu xe tăng đời mới của Nga sau khi tịch thu từ đối phương. Họ cho rằng các thiết bị trên xe và hệ thống điều khiển hỏa lực của chúng có độ tin cậy thấp dù đã được hiện đại hóa. Tòa án tại Nga đang tiến hành xét xử ba thanh niên bị cáo buộc chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố khi họ cố gắng đốt cháy một chiếc oanh tạc cơ chiến lược RU 22M3 tại sân bay quân sự ở quận Usolski, Ekaterinburg, Nga. Các bị cáo gồm Tamelan 17 tuổi, Zakha 15 tuổi và Ivan 17 tuổi đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Hiện họ đang bị giam giữ và phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù nếu bị kết án về tội tấn công khủng bố. Cuộc điều tra cho rằng ba người này đã lập kế hoạch đột nhập vào sân bay với mục đích đốt cháy các thiết bị quân sự đặc biệt là máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3. Theo các bị cáo khai nhận, những chiếc máy bay này là mục tiêu tấn công của họ, mặc dù động cơ chính xác cho hành động nói trên chưa được công bố. Được biết, Tamerlan có thể bị thúc đẩy bởi việc anh trai của cậu bị buộc tham gia vào hoạt động quân sự tại Ukraine, nơi mà Nga đang chịu tổn thất nặng nề về nhân lực. Điều này có thể ảnh hưởng đến quan điểm và hành động của cậu này. Cũng liên quan đến máy bay Tu-22M3, hồi tháng 7, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã phá vỡ âm mưu của Ukraine nhằm cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. Tuyên bố của FSB cho hay, tình báo Ukraine đã lên kế hoạch mua chuộc một phi công quân sự Nga bằng cách cung cấp cho anh ta một khoản tiền lớn và cấp quyền công dân Italia để viên phi công cướp máy bay đưa tới Ukraine. Cơ quan an ninh Nga đồng thời cáo buộc lực lượng tình báo từ các nước NATO đã tham gia vào công tác chuẩn bị và tiến hành hoạt động cướp máy bay. Theo hình ảnh chụp tin nhắn trao đổi qua lại giữa viên phi công Nga và tình báo Ukraine do FSB công bố, phi công Nga đã được đề nghị số tiền 3 triệu đô la Mỹ để cướp máy bay ném bom Tu-22M3. Nhân viên tình báo Ukraine viết, anh sẽ nhận được 3 triệu đô la Mỹ. Nội dung tin nhắn này đề cập thêm rằng, trong 3 triệu đô la Mỹ này, công ty quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine dự kiến sẽ trả 1 triệu đô la Mỹ. Đi kèm với tin nhắn là đoạn video cho thấy những sấp đô la Mỹ đã được chuẩn bị để trả cho phi công Nga. Xuất hiện trong đoạn video do FSB công bố, phi công Nga giấu tên cho biết, anh đã được một người tự giới thiệu là Pablo và là sĩ quan tình báo Ukraine liên hệ qua Telegram. Phiên bản đầu tiên TU-22 ra đời năm 1969, còn phiên bản TU-22M3 được sản xuất hàng loạt từ năm 1978 và đưa vào trang bị từ năm 1989. Theo số liệu công khai, tổng cộng có 268 chiếc TU-22M3 được lắp ráp. TU-22M3 dài 42,4m, xài cánh rộng 34,28m khi xòe, 23,3m khi cụp và trọng lượng cất cánh 124 tấn. Dù có kích thước nhỏ hơn TU-160 và TU-95, TU-22M3 vẫn có thể mang theo 24 tấn vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Máy bay có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và bất kể ngày đêm. TU-22M3 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau với tên lửa diệt hạm KH-15 hoặc tên lửa Raduga Kh-22, cả hai loại tên lửa này đều có thể đạt vận tốc bay khoảng hơn 6.000 km/h với tầm bắn lên tới 1.000 km. Giới chuyên gia quân sự đánh giá hiện trên thế giới không có quốc gia nào sở hữu loại vũ khí đa năng nguy hiểm như máy bay Tu-22M3. Sau khi tham gia nhiệm vụ tác chiến chống khủng bố tại Syria, các máy bay Tu-22M3 vẫn tiếp tục tham gia hoạt động chiến đấu tại cuộc xung đột ở Ukraine và chúng đang được nâng cấp lên chuẩn Tu-22M3M nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại